lễ mừng cơm mới của đồng bào Sinh Mun là di sản quốc gia. Phú Quốc lọt top những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á. Trong phần tin văn hóa du lịch thế giới, mời quý vị cùng đến và trải nghiệm với lễ hội hoa mùa thu Mexico. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn vừa điểm qua một số nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình tạp chí văn hóa du lịch tuần này. Hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong những phút sắp tới của chương trình. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhằm hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Thông tin Tổng cục Du lịch Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc Tử Giám tổ chức chương trình phát hành thẻ du lịch thông minh cho du khách. Đây là một bước đột phá trong việc đổi mới công tác quản lý thông qua chuyển đổi số, hướng tới chung tay bảo vệ môi trường, loại bỏ vé giấy truyền thống. Thẻ Việt, thẻ du lịch thông minh là sản phẩm nằm trong chương trình Thẻ Việt, một thẻ quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì. Thẻ du lịch thông minh được ứng dụng công nghệ chip IMV, mã khóa Triple Desk, tích hợp đa chức năng về du lịch, y tế, ngân hàng, thương mại, giao thông, giáo dục, hỗ trợ người dùng thanh toán một chạm, thanh toán trực tuyến, không tiếp xúc, một xu hướng phổ biến hiện nay. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19, Thừa Thiên Huế lần đầu tiên đón đoàn khách đi bằng tàu du lịch biển hạng sang đến tham quan và khám phá hệ thống di sản cố đô Huế. Nhiều du khách khác cũng cảm thấy thích thú khi trực tiếp khám phá các điểm di sản và địa chỉ văn hóa Huế. Ấn tượng với hình ảnh chiếc áo dài và nón lá Huế, điều mà trước đây họ chỉ thấy qua hình ảnh, phim ảnh và thông tin giới thiệu trên các phương tiện truyền thông. Theo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, trong tháng 9 qua, lượng khách đến Huế đạt hơn 180.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 25.000 lượt, tăng hơn 11% so với tháng trước. Khách lưu trú ước đạt hơn 133.000 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt gần 530 tỷ đồng. Thưa quý vị, tại xã Chiền Sơ, chính quyền huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên đã tổ chức lễ công bố chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với lễ mừng cơm mới của người Sinh Mun ở xã Chiền Sơ. Lễ mừng cơm mới được tổ chức vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 hàng năm là một trong những nghi lễ sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống được trao truyền từ nhiều đời nay và đã trở thành di sản độc đáo của dân tộc Sinh Mun, chứa đựng phản ánh những nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, đời sống kinh tế của người Sinh Mun qua các câu chuyện truyền thuyết, diễn xướng, dân ca, dân vũ, phong tục và tập quán, tín ngưỡng. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa cộng đồng nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh được nảy sinh trong cuộc sống, lao động sản xuất, là chỗ dựa tinh thần để mọi người hướng về tổ tiên, dòng tộc, các vị thần để gửi gắm niềm tin, cầu mong một cuộc sống bình an, khỏe mạnh, sung túc và củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng. Thưa quý vị, với tổng điểm 89,77 trên 100, đảo Ngọc Phú Quốc, hòn đảo lớn nhất Việt Nam ngoài khơi tỉnh Kiên Giang, đã được độc giả của tạp chí du lịch Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo thứ 6 trong số 10 hòn đảo nghỉ dưỡng được yêu thích nhất châu Á. Với những bãi biển cát trắng và những món ăn ngon, Phú Quốc còn được du khách nước ngoài biết tới là cái nôi của nghề làm nước mắm và trồng tiêu, là nơi có những rặng san hô tự nhiên và những cánh rừng nhiệt đới ngút ngàn. Hòn đảo này hiện được coi là thiên đường nghỉ dưỡng cho cả du khách trong và ngoài nước. Phú Quốc cũng tự hào khi có những khu rừng nguyên sinh và những bãi biển quang sơ trải dài 150 km. Thưa quý vị, với sự hỗ trợ về chuyên môn của Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp vườn hoa Diên Hồng, hay còn được gọi là vườn hoa Con Cóc, theo hướng kết nối với các công trình kiến trúc nổi tiếng xung quanh. Đây là một trong số các dự án bảo tồn những nét văn hóa Pháp cổ tại Hà Nội. Vườn hoa có diện tích gần 4.500 m² là công trình được người Pháp xây dựng với những nét kiến trúc độc lạ. Sau 121 năm tồn tại, công trình đài phun nước vẫn động lại được nét đẹp xưa và nơi đây cũng là đài phun nước cổ nhất ở Hà Nội. Với chức năng là không gian văn hóa cộng đồng, nơi đây đã gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Vì vậy, người dân rất vui mừng khi vườn hoa và đặc biệt là công trình đài phun nước này được trùng tu, bảo tồn. Từ xưa tôi bé, tôi ra đây, tôi trọ ở Hàng Dầu học, thì tôi ra con cóc phun nước. Cho nên là nó vẫn đẹp. Bây giờ người Pháp cải tạo lại, thì chúng tôi cũng rất cảm động. Hôm nay mình đi qua đây thì thấy là vườn hoa Con Cóc đang được cải tạo xây dựng lại, thì mình được biết là bên Pháp cũng có tài trợ cho cái phần bảo tồn của mình.
thì mình cảm thấy đây là một cái công trình rất chi là có ý nghĩa so với cả Hà Nội mình nói riêng, Việt Nam mình nói chung. Không phải công trình đồ sộ hoành tráng, vườn qua là công trình lạ mắt nho nhỏ, nằm cách Hồ Gươm khoảng chừng 300 mét. Đặc biệt, khu vực này là một quần thể kiến trúc Pháp, bao gồm Ngân hàng Nhà nước, Nhà khách Chính phủ, Khách sạn cổ Metropole, với mong muốn bảo tồn nét kiến trúc Pháp tại Hà Nội. Cùng với công trình này, một biệt thự cổ trên phố Hàng Bài cũng đang trong quá trình trùng tu để hình thành một trung tâm quảng bá văn hóa. Chúng ta biết nét quyến rũ của Hà Nội không chỉ ở một vài công trình đơn lẻ mà thể hiện qua quần thể kiến trúc đô thị. Chúng tôi thực hiện dự án với mong muốn thể hiện được nét đẹp của những khu phố Pháp, khu phố cũ, không chỉ ở công trình kiến trúc mà ở các hàng cây, con đường, tạo nên một tổng thể. Hiện nay thì để lại cho quận Hoàn Kiếm một cái quỹ các cái công trình kiến trúc, biệt thự, công thự và các cái trụ sở mà có cái giá trị về mặt kiến trúc nghệ thuật. Khu phố Pháp ở Hà Nội là một di sản đô thị quý giá, góp phần tạo nên bản sắc của không gian đô thị thủ đô, đồng thời cũng là minh chứng quan trọng cho lịch sử phát triển của thành phố. Việc bảo tồn các công trình kiến trúc còn với mục đích phục vụ phát triển du lịch thủ đô thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, do nằm ở vùng trũng thuộc hạ lưu sông Thu Bồn, nên hàng năm phố cổ Hội An thường phải chịu vài trận ngập lụt sau mỗi đợt mưa lớn. Nước sông. Chuyển sang một số thông tin văn hóa du lịch thế giới. Thưa quý vị, trên đại lộ trung tâm của thành phố Mexico City của Mexico đang ngập tràn trong sắc hoa của lễ hội hoa mùa thu. Hơn 120 nhà vườn trồng hoa của thành phố này và hàng chục nhà vườn từ các bang khác đã mang đến trưng bày nhiều loại hoa đa dạng. Từ hoa cúc vàng truyền thống đến các loại hoa lan hay sân rộng, tất cả cùng khoe sắc trong không gian lễ hội hoa. Khách tham quan có dịp được thưởng thức hoa, cây cảnh và tìm hiểu về nỗ lực bảo tồn các giống cây của các nhà vườn địa phương. Sự kiện này được tổ chức nhằm mục đích quảng bá các chương trình nông nghiệp bền vững, góp phần phát triển các cộng đồng nông thôn Mexico. Lễ hội hoa mùa thu sẽ mở cửa đón khách đến hết tuần này. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, người dân trên khắp nước Lào đã đến các chùa gần nhà để thực hiện các nghi lễ tôn giáo truyền thống trong bung, ọc phan xã, hay còn gọi là lễ hội mãn mùa chay. Phản ánh của phóng viên tại Lào. Chùa Thạc Lũng Tậy. Từ sáng sớm, rất đông người dân trong trang phục truyền thống đến thực hiện nghi lễ tắc bạc, hay còn gọi là cúng dường để dâng đồ lễ cho các nhà sư và người đã khuất. Năm nay, do dịch bệnh Covid đã được kiểm soát, tôi mới tham dự nghi thức này và tôi cảm thấy rất vui và hài lòng. Tôi đến chùa dịp này để dâng đồ cúng dường cho nhà sư và những người đã khuất trong gia đình, đồng thời cầu may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công trong công việc cho bản thân, người thân trong gia đình và bạn bè. Mình đến đây lần đầu và mình thấy hoàn toàn là rất là ngạc nhiên, có thể gọi là ngạc nhiên vì cái khác hoàn toàn cái phong ở nhà mình, từ chùa, từ cảnh quan cho đến kiến trúc, cho đến con người hoặc là cách bày lễ, cách hành lễ. Theo phong tục của người Lào, trong 3 tháng mùa chay bắt đầu vào ngày 15 tháng 8 và kéo dài đến ngày 15 tháng 11 hàng năm theo Phật lịch của Lào, các nhà sư không được ra khỏi chùa và phải chăm việc thiền định, nghiên cứu Phật Pháp. Trong khi đó các Phật tử chuyên tâm làm việc thiện, không cất nhà, không cưới hỏi, không lập công ty và hạn chế hoặc thậm chí tạm thời bỏ uống rượu, hút thuốc. Sau ngày ọc phan xã, các tăng ni có thể ra khỏi chùa để dạy giáo lý ở các nơi khác, chùa khác mà không bị giới hạn. Còn Phật tử có thể dựng vợ gả chồng, xây nhà và lập cơ sở kinh doanh tùy ý. Thưa quý vị và các bạn, nghệ thuật kể chuyện bằng tranh được nhiều người đón nhận nhờ sự sinh động và dễ hiểu. Cũng bởi vì vậy mà một nghệ sĩ người Trung Quốc đã dùng phương pháp vẽ tranh bằng bút lông truyền thống để kể những câu chuyện thú vị của đất nước mình trong thời đại mới. Và đây cũng là nội dung khép lại chương trình tạp chí văn hóa du lịch tuần này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Câu chuyện của Trung Quốc trong thời đại mới đã trở thành chủ đề cho các tác phẩm của ông Phan Chan, một họa sĩ đương đại 67 tuổi. Trong Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022, vị họa sĩ này đã sử dụng bút lông của mình để ghi lại những khoảnh khắc của các đội tuyển và những câu chuyện đầy cảm hứng khác thể hiện tinh thần thể thao.
Chúng tôi không chỉ là những họa sĩ làm việc trong tháp Nga, thay vào đó, chúng tôi rất chú ý đến xã hội đương đại và những kỷ nguyên mới. Họa sĩ Phan Giang xuất thân từ một gia đình có truyền thống văn học. Từ nhỏ, ông đã tiếp thu một nền tảng nghệ thuật vững chắc và tình yêu văn hóa truyền thống. Ông đứng thứ 50 trong danh sách các họa sĩ Trung Quốc năm 2022, có tổng doanh thu hơn 1,5 triệu đô la Mỹ.